Huấn luyện viên Philippe Chaussier lý giải nguyên nhân tuyển Việt Nam thua trận đấu thứ hai liên tiếp. Phát biểu sau trận thua thứ hai của đội tuyển Việt Nam trước Uzbekistan, thì huấn luyện viên trưởng Philippe Chaussier cho hay là ông hài lòng với kết quả này, nhất là các tình huống phòng ngự. Tuyển Việt Nam tiếp tục các bản trình diễn thất vọng và để lại nhiều nỗi lo cho người hâm mộ. Chia sẻ về trận đấu với tuyển Uzbekistan tối ngày hôm qua, huấn luyện viên Chaussier cho biết: "Đối thủ mạnh hơn tuyển Việt Nam rất nhiều, đó là điều mà ai cũng biết. Mục tiêu của chúng tôi trong trận đấu này đó là phải tập trung vào tổ chức tốt khâu phòng ngự không bóng. Ba đối thủ trong tháng 10 đều mạnh, ngoài ra chúng tôi lại phải thi đấu trên sân khách. Việt Nam tập trung nhiều hơn vào khâu hoàn thiện và làm tốt tình huống kiểm soát phòng ngự, tình huống mở. Tôi hài lòng với sự đồng bộ hệ thống và tập trung của cầu thủ, tuy nhiên tôi chưa hài lòng với các thời điểm đội phải làm được tình huống chuyền từ không bóng sang có bóng để phản công, cũng như vài thời điểm có bóng bị sai số, bị đối phương đoạt lại dễ dàng. Nhìn chung là tôi hài lòng với tinh thần và sự hỗ trợ của các cầu thủ. Chúng tôi có vài ngày nghỉ ngơi sau hai trận đấu vừa qua. Các cầu thủ đã hồi phục, rút kinh nghiệm, mổ băng những tình huống trên sân nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu gặp Hàn Quốc." Chiến lược gia người Pháp chia sẻ: "Trước đối thủ Hàn Quốc, chúng tôi cần hoàn thành củng cố hơn nữa hơn khâu phòng ngự trong tình huống mở. Đối đầu với các đội mạnh như Uzbekistan hay là Hàn Quốc, tôi đánh giá đội chỉ có thể kiểm soát 30-35% thời lượng bóng. Phần thời gian không bóng còn lại phải có kỷ luật phòng ngự. Trận đấu gặp UZB là bài kiểm tra tốt cho tuyển Việt Nam để hiểu rằng độ khó trận tới còn cao hơn nữa. Các cầu thủ sẽ phải tập trung hơn vào các thời điểm mà chúng ta cần phòng ngự. Ngoài ra thì còn phải chắt chiu hơn cơ hội để tạo ra tình huống có thể ăn bàn." Ông Chaussier cho lại. Đội tuyển Việt Nam đấu Hàn Quốc, ông Chaussier đối mặt khó khăn chồng chất. Chạm trán đội tuyển Hàn Quốc trong hoàn cảnh hiện tại là thử thách quá khó đối với đội tuyển Việt Nam. Trong những trận giao hữu đầu tiên dưới thời của huấn luyện viên Chaussier, đối thủ của đội tuyển Việt Nam trận sau mạnh hơn trận trước. Cuộc đối đầu với Hàn Quốc là thử thách ở mức độ khó cao nhất. Song Heung-min và đồng đội ở một tầng đẳng cấp khác hẳn so với những đối thủ trước của tuyển Việt Nam. Hàn Quốc đứng thứ 26 trên bảng xếp hạng của FIFA. Tại châu Á thì chỉ có hai đội xếp trên Hàn Quốc là Nhật Bản và Iran. Tunisia, đội bóng xếp hạng 29 thế giới, vừa thảm bại với tỷ số 0-4 trước Hàn Quốc trong trận đấu mà Song Heung-min không đá phút nào. Sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội tuyển là rất lớn, chạm trán một đối thủ mạnh như vậy, Việt Nam lại không ở trạng thái tốt nhất. Những yếu tố bất lợi cả chủ quan lẫn khách quan càng khiến cho thử thách lần này thêm khó khăn đối với đội tuyển Việt Nam. Nếu thầy trò Chaussier thua đậm ở trận đấu này, điều này cũng không phải là bất ngờ. Trước hết thì Việt Nam không có phong độ tốt trong đợt tập trung lần này. Ông Chaussier thì vẫn đang loay hoay trong việc xây dựng lực lượng và lối chơi, trong khi các học trò của nhà cầm quân người Pháp chưa thể thích nghi được với phong cách chiến thuật mới. Màn trình diễn nghèo nàn trong hai trận đấu gần nhất cho thấy tuyển Việt Nam chưa sẵn sàng để đối đầu với những đội bóng hàng đầu châu lục. Họ chưa đáp ứng được yêu cầu về cách chơi bóng, chứ chưa nói đến kết quả. Trên thực tế thì khó mong đợi đội tuyển Việt Nam vận hành được lối chơi trơn tru ở thời điểm này, khi mà đội bóng vẫn trong tình trạng ngổn ngang với những thử nghiệm. Lực lượng mà huấn luyện viên Chaussier triệu tập ở đợt tập trung tháng 10 rõ ràng không phải là những người tốt nhất, và những cầu thủ được gọi lên thì cũng không ở trạng thái tốt nhất. Loạt trận quốc tế tháng 10 diễn ra vào đúng thời điểm nghỉ giữa hai mùa giải của V-League. Nhà cầu quân người Pháp gọi lên rất nhiều cầu thủ trẻ và cả những nhân tố hiếm khi được sử dụng trước đây, từ trừ Nguyễn Đình Triệu, Thái Thái Sơn, chưa có được gương mặt mới nào dưới thời ông Chaussier tạo ra được dấu ấn nổi bật. Lực lượng của đội tuyển Việt Nam không được đánh giá cao, lại mất đi hai nhân tố được xem là có kinh nghiệm và trình độ tốt hơn đa số các đồng đội. Nguyễn Tiến Linh thì bị cấm thi đấu do tấm thẻ đỏ trong trận đấu giao hữu với Trung Quốc, trong khi Nguyễn Quang Hải thì cũng không thể ra sân vì chấn thương khiến anh chỉ đá được 16 phút trước Uzbekistan. Trong hoàn cảnh đầy những bất lợi, tuyển Việt Nam là người hâm mộ có thể phong đợi gì từ trận đấu giao hữu ngày 17 tháng 10 tới? Ngay cả ở những thời điểm phong độ đỉnh cao, Việt Nam cũng khó có thể nghĩ tới chiến thắng trước Hàn Quốc, thậm chí hòa cũng là điều khó khăn. Đối với ông Chaussier thì thật điều này rõ ràng là bài tập phòng ngự trước một đối thủ Hàn Quốc. "Chúng tôi sẽ cần phải hoàn thiện và củng cố hơn nữa tổ chức phòng ngự trong tình huống mở. Tôi đánh giá đội chỉ có thể kiểm soát 30-35% thời lượng. Phần thời gian không bóng còn lại sẽ phải có kỷ luật phòng ngự tổ chức tốt", nhà cầm quân người Pháp nói. Trước Uzbekistan và Trung Quốc thì tuyển Việt Nam không làm tốt khâu phòng ngự. Các học trò của ông Chaussier thủng lưới hai bàn từ những tình huống tổ chức phòng ngự kém và hai lần còn lại là hệ quả của việc chuyền hỏng ở phần sân nhà. Câu lạc bộ Công an Hà Nội chiêu mộ thêm một tuyển thủ quốc gia. Công an Hà Nội vừa chính thức thông báo việc chiêu mộ thành công hậu vệ trẻ tài năng Hồ Văn Cường từ Sông Lam Nghệ An. Sau nhiều đồn đoán, cuối cùng Hồ Văn Cường cũng chính thức gia nhập Công an Hà Nội. Đây là tuyển thủ quốc gia mới nhất chuyển sang khoác áo nhà đương kim vô địch V-League sau Bùi Hoàng Việt Anh và Lê Phạm Thành Long cách đây chưa lâu. Văn Cường sinh năm 2003, có sở trường là hậu vệ biên. Anh chơi nổi bật trong màu áo Sông Lam Nghệ An và được huấn luyện viên Chaussier gọi lên đội tuyển quốc gia trong năm nay sau quãng thời gian thi đấu dưới màu áo đội U23. Điểm mạnh của hậu vệ 20 tuổi là sự bền bỉ, nhanh nhẹn và kỹ thuật. Văn Cường lên công về thủ nhịp nhàng, năng nổ và thường xuyên gây sóng gió cho hàng thủ đối phương bằng những tình huống dốc bóng đầy tốc độ. Sở hữu Hồ Văn Cường, chiều sâu đội hình của Công an Hà Nội sẽ được tăng lên đáng kể sau sự có mặt của những Văn Hậu, Tấn Tài và Văn Thanh. Gia nhập đội bóng ngành công an cũng là thách thức lớn với Hồ Văn Cường, khi anh sẽ phải nỗ lực hơn nữa để có thể chứng tỏ khả năng của mình trước những đàn anh dày dặn kinh nghiệm. Quang Hải nghỉ thi đấu một tháng vì chấn thương. Ông Philippe Chaussier lý giải nguyên nhân tuyển Việt Nam thua trận đấu thứ hai liên tiếp. Đội tuyển Việt Nam đấu Hàn Quốc, huấn luyện viên Chaussier đối mặt khó khăn chồng chất. Câu lạc bộ Công an Hà Nội chiêu mộ thêm một tuyển thủ quốc gia.
Quang Hải nghỉ thi đấu một tháng vì chấn thương. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ không thể thi đấu ở trận đấu giao hữu giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày 17 tháng 10 tới đây vì lý do chấn thương. Tối qua thì ngay ở giai đoạn đầu của hiệp 1, màn so tài giữa Việt Nam và Uzbekistan, đoàn quân của huấn luyện viên Chosio đã đón nhận tin không vui khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải bị chấn thương. Thậm chí cầu thủ mang áo số 19 của Việt Nam không thể tiếp tục thi đấu và buộc phải rời sân bằng cáng. Nguồn cơn của tình huống dẫn đến chấn thương Quang Hải bắt đầu từ việc cầu thủ mang áo số 19 nhận bóng từ đồng đội ở giữa sân sau động tác xử lý bóng vượt qua hai cầu thủ của Uzbekistan áp sát. Quang Hải bất ngờ nằm xuống và đau đớn, nhân viên y tế của Việt Nam lập tức có mặt để hỗ trợ cho Quang Hải trước khi băng cáng được đưa vào để giúp tiền vệ này rời sân. Ông Chosier cũng lập tức đưa Hoàng Đức vào sân thay thế. Theo như thông tin mới nhất có được, kết quả chụp cộng hưởng từ MRI xác định Quang Hải bị rách bắp. Anh phải nghỉ thi đấu ít nhất là một tháng, điều này đồng nghĩa là Quang Hải không thể tham gia trận Việt Nam đấu với Hàn Quốc ngày 17 tháng 10. Ngoài ra, anh cũng không thể tham gia những vòng đấu đầu tiên cùng với Công an Hà Nội khi V-League khai màn từ ngày 20 tháng 10 tới đây. Đây không phải lần đầu tiên Quang Hải chấn thương cơ bắp chân tại SEA Games ở Philippines. Anh bị rách cơ nhị đầu đùi trái ở trận đấu gặp Singapore ở vòng đấu bảng. Anh không thi đấu lượt trận cuối gặp Thái Lan, bán kết gặp Campuchia và chung kết gặp Indo. Keep the sky up.